Hello, hello, xin chào mừng cả nhà đã đến với IELTS Meet Hồng Kiều nha. Rất xin lỗi về một số những trục trặc kỹ thuật trong cái lần livestream vừa rồi, nhưng mà mình đã quay trở lại đây. Hy vọng là mọi người vẫn còn đang online để hôm nay chúng ta sẽ coi như là có buổi livestream cuối cùng của năm 2021 trước khi bước sang 2022 nhé. Hôm nay chúng ta sẽ giải đề nha mọi người, giải đề cho quý 1 năm 2022. Đối với những bạn mà định thi vào quý 1 năm 2022 thì có lẽ là bây giờ là cái thời điểm nước rút. Chắc là cũng năm nay cũng chả Tết nhất gì mà chắc chỉ ngồi ôn thi thôi đúng không? Cho nên là mới ở đây để nghe giải đề đúng không ạ? Thì đối với những bạn mà lần đầu tiên biết đến IELTS Meet Hồng Kiều thì xin được giới thiệu một chút nha. Mình là Hồng, mình là founder của IELTS Meet Hồng Kiều. Mọi người đang ở trong group là group tự học speaking 8.0, là thuộc về cũng được link trực tiếp với cả fanpage của IELTS Meet Hồng Kiều. Và mọi người cũng có thể tham gia vào mình cũng là founder của kênh YouTube IELTS Miss Hồng Kiều luôn. Tất cả mọi thứ đều tên IELTS Miss Hồng Kiều dễ nhớ ha. Ok. Trong suốt quá trình mình livestream với mọi người thì mọi người có bất kỳ câu hỏi gì mọi người cứ gõ ra phần chat ấy ạ, thì đến cuối giờ mình sẽ dành một chút thời gian ra để mình sẽ cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi của mọi người liên quan đến giải đề cho đề speaking. Ok. Thì đối với cả việc livestream này thì mình sẽ giới thiệu một chút kể về cái livestream này nha. Thì cái nhiệm vụ của mình á, là như là một giáo viên ấy thì mình sẽ có hai cái mà mình sẽ chia sẻ với mọi người. Thứ nhất là learning tips và cái thứ hai là mindset để đạt được cái điểm IELTS mọi người mong muốn. Bởi vì theo mình nghĩ là cái chuyện học IELTS nó có hai thứ. Thứ nhất là learning tips, tức là những cái tips mình học theo kiểu là câu trả lời, câu hỏi nào thì nên trả lời như thế nào này. Nên tự học ra làm sao, những cái đó là cách học. Còn một cái thứ hai nữa liên quan đến mindset, tức là cái cách mình suy nghĩ như thế nào để có thể học IELTS được hiệu quả, thì hai cái đấy kết hợp vào với nhau thì mới có thể trở thành một người tự học tốt. Đó thì trong kênh YouTube của mình và trong tất cả những cái bài viết của mình là mình chia sẻ về IELTS thì mình luôn tập trung một trong hai thứ này, và cá nhân mình thì mình thấy thực ra là cái mindset ấy nó là cái quan trọng hơn và nó là cái gốc trước khi chúng ta học về những cái gọi là learning tips. Ok, thì những cái buổi livestream này mình sẽ tập trung chủ yếu vào chủ đề là giải đề speaking, những cái liên quan đến luyện tập speaking, hoặc mọi người có bất kỳ nhu cầu gì mà mọi người muốn được mình giải đáp vào thứ tư hàng tuần thì mọi người có thể để lại comment cho mình, thì mình sẽ cố gắng để đưa hết những chủ đề đấy lên livestream. Thời gian livestream của chúng ta sẽ là vào thứ tư hàng tuần vào lúc 9 giờ tối. Hôm nay thì bị trễ một chút do một số vấn đề về kỹ thuật bất khả kháng, nhưng mà thông cảm là bởi vì chẳng hiểu sao mình livestream ở trên trên group thì ok, nhưng mà mình livestream ở trên fanpage thì nó cứ cà giật. Hiểu sao cùng là Facebook nhưng mà lần trước cả hai lần thử đều không livestream được ở trên fanpage mọi người ạ, mà cứ phải livestream ở trên 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 group mới được. Ra mình muốn livestream ở trên fanpage để cho video nó ở trên đấy luôn, mình không phải upload ngược lại nữa ấy, thì nó tiện hơn. Ở đấy, anyway, thì thôi đã hẹn với mọi người rồi thì livestream ở đâu thì cũng phải livestream thôi đúng không ạ? Ok, chúng ta vào vấn đề chính nha. Một số, vẫn vẫn chưa vấn đề chính, xin lỗi. Ok, một số những cái bài livestream cũ mọi người có thể xem và tham khảo về những cái chủ đề mà mình đã làm rồi. Ví dụ như là mọi người có thể tham khảo về những cái topic mà rất là basic cho phần part 1. Ở đây thì chắc là mọi người đều là các bạn sắp thi IELTS đúng không? Thì chắc không còn ai lạ lẫm với cả part 1, part 2 và part 3 của speaking đúng không? Part 1 là phần dễ nhất, khi mà chúng ta được hỏi về những câu hỏi personal, những câu hỏi mang tính cá nhân. Những topic thì thường nó đơn giản và hỏi về những cái thứ xung quanh mình. Part 2 thì là mình sẽ có một cái bài độc thoại về một chủ đề nào đấy. Còn part 3 nó sẽ là một cái discussion, tức là một bài nó nói chung là nó cũng giống part 1 nhưng mà chủ đề của nó khó hơn. Thì cái số 1, cái bài livestream của tuần trước nữa đó, thì mình đã chia sẻ về những cái chủ đề mà chắc chắn các bạn sẽ được hỏi nha, là work study accommodation hoặc là hometown. Thì người ta sẽ bắt đầu bằng một trong những topic này. Thì nếu mà ai mà chưa thành thạo trả lời những topic này thì mọi người có thể xem lại cái phần livestream đấy mình có up lên YouTube rồi, hoặc mình có để link ở đây. Thì những cái tài liệu hôm nay mình chia sẻ thì cuối giờ mình sẽ up lên cả fanpage và cả YouTube cho mọi người tải về, sẽ có đường link nhá. Mình cũng trả lời, mình cũng đã làm, không phải livestream, không phải livestream mà là bản thu âm.
bản video ghi hình trên YouTube là mình đã giải quyết tất cả các đề part 1 của quý trước. Thực ra cái quý này mình thấy cái số lượng câu hỏi mới ấy, nó đâu đó cũng chỉ chiếm khoảng 25-30% thôi, còn phần lớn nó vẫn là những cái topic part 1 của quý trước. Cho nên là khi mà mình làm livestream để giải quyết những cái đề của quý này thì những cái đề nào mình đã làm rồi ấy thì mình sẽ không giải quyết lại nữa. Mọi người có thể quay trở lại xem mình đã giải quyết những cái đề của part 1 của quý trước ở trong cái link này. Mình cũng có giải quyết một số đề part 2 và part 3 của quý trước. Thì đâu đó quý này nó vẫn lặp lại một số đề, ví dụ famous person vẫn có, mobile vẫn có, place, hometown, vacation, activities near the sea vẫn có. Cho nên mọi người có thể quay trở lại xem những cái đề cũ mà mình đã giải quyết rồi ấy, mình đã giải rồi ấy. Thì mọi người xem những cái bài đấy nha. Còn những cái buổi livestream càng về sau thì mình sẽ giải quyết những cái mà đề mà nó mới, gọi là mới show up, mới hiện lên thôi. Alright, bây giờ mới là một phần chính. Alright, let's see. Mọi người có nghe rõ mình nói không ạ? Mọi người nghe rõ không ạ? Comment comment giúp mình vào trong phần phần comment để mình biết là mọi người nghe rõ nha. Không biết là còn giật hay không, từ nãy giờ nói một mình vậy, không biết là mọi người có nghe được hay không. Thì giật 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 thì buồn quá. Ở ở đây phía mình nhìn thì không bị giật. Ok. Oh, hello Vinh. Các bạn khác có nghe được không ạ? Thả nhẹ giúp cô giáo một like, một share, một subscribe nha. Để chúng ta vào phần chính. Không, từ nãy đến giờ quảng cáo nhiều quá. Hello, cả nhà ơi. Rồi, hello Trường. Hello Hương Lan. Hello Tuấn Vũ. Của phần chính hộ em. Em phũ phàng quá qua em Tuấn Vũ ơi. Ồ, xin chào em Phan Anh. Em Phan Anh muốn lên 9 chấm hay sao? Em Phan Anh làm gì ở đây vậy? Alright, chúng ta vào phần chính luôn nha mọi người. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi khoảng 7-8 cái chủ đề mà mình nghĩ rằng mọi người sẽ gặp vấn đề khi mà trả lời trong part 1. Part 1 thì thực ra nó không có khó đâu các bạn. Nhưng mà có cái là thỉnh thoảng mình được hỏi những cái câu mà ngay cả trong tiếng Việt mình cũng chả bao giờ nói ấy. Thì tiếng Anh mình cũng sẽ hơi gặp vấn đề. Và nếu mà mình chuẩn bị trước ấy, thì về mặt nội dung thì nó không có quá khó. Nhưng mà mình chuẩn bị trước thì mình sẽ chuẩn bị được một số những cái cụm từ nó thuộc về topic related vocab. Thì khi mà mình nói được những cụm từ đấy thì nó sẽ ghi điểm hơn là mọi người không chuẩn bị. Đối với những một số bạn mà mình đã giỏi tiếng Anh và mình fluent rồi thì thực ra là mọi người sẽ không gặp vấn đề nhiều với cả chuyện chém gió trong part 1 đâu. Mọi người không chuẩn bị mọi người vẫn đối phó được thôi. Nhưng mà mọi người sẽ không kiểu như là phun ra được quá nhiều từ vựng hay đâu. Trừ khi đã phải có chuẩn bị trước một list những cái từ vựng liên quan đến chủ đề. Ok, chúng ta sẽ đi về chủ đề về weekend trước nha mọi người. Câu thứ nhất, what do you usually do on the weekend? Thì cái này tùy thuộc vào sở thích của mỗi người đúng không? Nhưng mà ở đây mình đưa ra một số những cái ví dụ. Phần lớn mọi người sẽ ngủ nướng. Thì chúng ta sẽ dịch cái chữ ngủ nướng đấy ở tiếng Anh như thế nào? Mọi người có thể dùng những cụm như là catch up on my precious sleep. So I spend my weekend catch up on my precious sleep. I spend my weekend recovering from all the work during the week. Cả tuần làm việc rất mệt mỏi rồi nên cuối tuần mình chỉ muốn ở nhà xả hơi, xả stress thôi. Hoặc là một cụm từ cũng rất là hay, mọi người nên dùng là have a lie in. Have a lie in có nghĩa là ngủ trễ hơn so với thời gian bình thường mình dậy. So in the week, on the weekend I prefer having a lie in. À, như thế. Một lưu ý nữa nha mọi người là đối với weekend chúng ta sẽ không dùng in the weekend mà chúng ta dùng là on the weekend hoặc là at the weekend. Okay. Đối với một số bạn khác là sau khi chúng ta đã ngủ nướng chán chê rồi thì chúng ta có thể hang out with friends or cụm từ này cũng rất là tự nhiên này. I get to see my friends. I hang out with my friends. I get to see them. Hoặc là các bạn sẽ có I have brunch. Brunch là sự kết hợp giữa breakfast and lunch. Have brunch là bởi vì ngủ nướng cho nên là mình sẽ có bữa trưa muộn thì gọi là have brunch.
Okay. Hoặc một số bạn khác chúng ta có thể dành thời gian để đi du lịch vào cuối tuần. Tất nhiên là nó không có thường xuyên, nhưng mà đối với bạn gọi là tín đồ của du lịch thì cứ mỗi cuối tuần chúng ta lại đến một địa điểm khác nhau thì chúng ta có thể dùng cụm từ là have a weekend away chẳng hạn. À đây, phía dưới mình có nói về cái đấy này. What will you do next weekend? Nếu như tuần tới bạn không có gì thay đổi, bạn sẽ nói I don't think there's any difference. I spend all morning in bed. Đây là một cách nói khác của chuyện ngủ nướng. Spend all morning in bed. And still meet up with friends. Or you spend your time alone. You spend your time cooking, cleaning your house. Nhưng mà nếu mà if I'm in the mood, tức là nếu mà tôi cảm thấy rằng là tôi thích, tức là tôi hứng lên thì tôi đi thôi. If I'm in the mood thì I enjoy a weekend away or I escape from the daily grind. Tức là tôi sẽ đi nghỉ ở đâu đó để trốn tránh khỏi cái nhịp sống bận rộn trong tuần, thì nó gọi là escape from the daily grind, thay vì nói là I try to get away from my busy days. Một cách gọi là dịch word by word thì mình sẽ nói là escape from the daily grind. Rồi. How important do you think it is to have free time on the weekends? Ok mọi người, trong lúc mình đang chia sẻ mà mọi người muốn mình dừng lại ở đâu hay giải thích một cái gì kỹ hơn thì nhớ comment vào đây nha, chứ mình nói này mình không có nhìn thấy ai hết á. Cho nên là mình không có biết là mọi người có theo kịp mình hay không ha, cho nên là nhớ comment, nhớ tương tác để mình biết là mình đang không có nói chuyện một mình. Rồi, tiếp ạ. Weekend thì quan trọng như thế nào? Sometimes weekends are taken for granted. Tức là hồi chúng ta còn trẻ, chúng ta có rất nhiều thời gian, cho nên là chúng ta nghĩ cái chuyện là có cuối tuần nó là cái chuyện đương nhiên. Chúng ta có cái cụm từ là something is taken to be taken for granted. To be taken for granted. Nhớ là thêm ed đọc là granted nha. To be taken for granted. Tức là được coi một cái gì được coi là chuyện đương nhiên. Nhưng mà sau đó mà khi tôi càng lớn ấy, thì tôi càng thấy thời gian rất là quan trọng, là tôi càng quý, trân quý cái thời gian của tôi. Cho nên là tôi càng thấy là có cái thời gian rảnh vào cuối tuần đó thì nó cực kỳ quan trọng. So I have grown to understand that time is limited and essential. Tôi nhận thấy rằng là thời gian rất là quan trọng. So I've grown to appreciate the free time on the weekend. Chúng ta phải dành thời gian rảnh vào cuối tuần bởi vì chúng ta đó là khoảng thời gian để take a break between work weeks, tức là phải có cái khoảng nghỉ giữa những cái tuần làm việc với nhau, bởi vì nếu mà chúng ta cứ làm việc liên tục ấy thì những cái tuần làm việc đấy nó sẽ blur in hoặc là blend into one, tức là nó sẽ kiểu như là kết hợp hết cả lại ấy. Coi như là làm việc liên tục và chúng ta sẽ bị it will stress you out, or bình thường mình sẽ nói là it makes you stressed, right? So you, now you say it stresses you out, it stresses you out. Blur in or blend into one, tức là những cái tuần work weeks đó nó combine lại thành một bởi vì mình không có một cái break nào ở giữa cả. It will stress you out. Cho nên là cái thời gian nghỉ cuối tuần rất là quan trọng, như bản thân mình là mình cũng phải có nghỉ cuối tuần, chứ nếu mà kêu mình dậy suốt từ thứ hai đến chủ nhật thì chắc là I will be stressed out. It will stress me out. I can't stand it. I have to take a break between work weeks. Rồi, 4. Do you like to work on the weekend? Oh, for me, absolutely not. I don't prefer working on the weekend. But with my job, I have to. I sort of have to. Absolutely not. I usually work hard during the week, so I spend my weekend to blow up some steam. Rồi, bây giờ mình có một cái idiom để nói về cái chuyện là relax. So you say blow up some steam. Tưởng tượng như steam như là một cái nồi hơi ấy các bạn. Bây giờ bạn rất là stress, bạn rất là mệt mỏi, giống như kiểu một cái nồi hơi nó bị tích ứ lại bên trong cái nồi ấy. Thì bây giờ mình phải làm sao để xì bớt hơi ra thì mình sẽ gọi là release stress nhé. Thì mình sẽ dùng cái cụm từ là blow off some steam, tức là có nghĩa là release stress. Thì nó rất là hình tượng và nó cũng rất là hay hơn là mình nói rằng là release stress. Tức là nói release stress là không có sai. Mình không có nói là release stress thì là
6 chấm, còn Blow of Some Steam thì là 7 chấm nha. Nhưng mà thay vì là mình kiểu như là lúc nào cũng nói những cái từ mà nó quá bình thường thì thỉnh thoảng mình chêm vào một chút những cái cụm từ mà nó hay ho hơn thì bài nói của mình nghe nó sẽ thú vị rất là nhiều. Bài cúp này thực sự cũng rất là dễ dùng, rất là tự nhiên. For me, cái này là chỉ riêng mình Hồng thôi nha. I would go nuts if I had to work on the weekends as well. Tức là tôi sẽ phát điên nếu như là đến cuối tuần mà cũng phải làm việc nữa. Thì tôi sẽ phát điên mất. It's a fact for me. I have to take a break, otherwise I'll go nuts. Rồi, đó là cho topic về weekend. Thì hy vọng là những cái từ mình đã bôi đậm này sẽ cho mọi người một số những cái cụm gọi là topic related vocab để mọi người có thể sử dụng khi mà nhắc đến cái chủ đề về weekend. Okay. Sorry. Let's move on. Mirrors. Yes. Mirror is a girl's friend. Khi mà nhắc đến chủ đề về mirrors, khi mà chúng ta nói tiếng Việt, nói về cái gương ấy, thì thực ra là mình không biết là mình đã từng bao giờ nói chuyện về cái gương với ai đó hay chưa. Nhưng mà chúng ta sẽ rất là ít khi nói về những cái thứ rất là bình thường và rất là tầm thường. Như là cái gương đúng không? Giống kiểu, tại sao mày soi gương? Cái gương có nhiệm vụ gì, chức năng là gì? Nghe nó rất là kiểu, rất là obvious đúng không? Nhưng mà ở đây mình được hỏi về cái gương và mình sẽ phải có một số những cái cụm từ để nói về những cái việc mà mình làm với cái gương đó. So, do you like looking at yourself in the mirror and how often do you do that? Cái câu trả lời này thì mình nghĩ là nó đúng với nhiều người, tức là mình không nghĩ rằng là mình đặc biệt thích cái chuyện là nhìn vào gương mà căn bản là phải làm như thế. Không biết ở đây có ai là kiểu đặc biệt thích ngắm bản thân mình trong gương rồi mình quá xinh đẹp hay là kiểu ngưỡng mộ về cái sắc đẹp này không? Nhưng mình thì không. Mình không đến mức ái kỷ mức đấy. Mình chỉ kiểu nhìn vào gương, thường là mọi người nhìn vào gương là để fix my hair. Ok, sau so như mọi người nhìn vào gương, mọi người chỉnh sửa như này, mọi người chỉnh tóc, chỉnh trang phục, cái đó gọi là fix my hair. Mình nhìn vào gương để get dressed, tức là để mặc quần áo. Make sure I look okay before going out, tức là đảm bảo rằng là mình nhìn mọi thứ là trông mình nhìn kiểu ổn trước khi mình bước ra ngoài. Và đối với con gái thì là generally check themselves out in the mirror more than boys. Cái này mình nghĩ là sự thật, là con gái thì thường là nhìn vào gương nhiều hơn là con trai. Thì mình dùng cái cụm từ là check somebody out. Check somebody out tức là kiểu như là nhìn vào kiểu rất là kiểm tra rất là kỹ xem là mọi thứ có ổn hay không. Nó kiểu như là nó mạnh hơn là cái chuyện là chỉ có look at là chỉ là nhìn thôi, còn check out nghĩa là nhìn và theo kiểu là tăm tia đầu đến chân là xem mọi thứ đã ổn, chưa có vấn đề gì không ấy. Thì girls thường là làm nhiều hơn là boys. Rồi two, have you ever bought mirrors? Bạn đã từng mua gương bao giờ chưa? Không biết ở đây có ai có từng lấy kinh nghiệm đi mua gương bao giờ chưa? Chứ là bản thân mình thì mình chưa bao giờ đi mua gương cả. Bởi vì có lẽ là cái gương thì nó đến cùng với rất nhiều những cái gọi là những cái furniture trong nhà rồi ấy. Ví dụ như là gương nó đi kèm với cái tủ, gương nó đi kèm với cái bàn trang điểm chẳng hạn như vậy. Thì thường là mình không có nghĩ đến chuyện là mình đi mua gương bao giờ cả. Nhưng mà có thể đối với những người mà đi mua gương ấy thì có thể là mình phải mua cái wall mirrors in the bathroom, mình phải mua gương ở trong nhà tắm. Thì khi mà mình đi mua gương thì mirrors come in all shapes and sizes, tức là cái gì mà come in all shapes and sizes tức là nó có đủ các thể loại, hình dạng và kích cỡ. Mình sẽ không biết là mình phải chọn cái thể loại gương nào chẳng hạn. Hoặc là mình có thể nói là tôi có một cái full body mirror set into the wardrobe, so it's quite handy. Nhiều khi á, mình nghĩ đến là mình có một cái gương được gắn vào tủ, cho nên nó rất tiện. Thực ra nó rất là đơn giản, nhưng mà mình nghĩ đến chuyện mình nhắc đến cái cụm từ là cái gương được gắn vào tủ ấy, thì mình không biết dịch như thế nào. Mình có thể nói là set into the wardrobe. Full body mirror tức là cái gương mà nó có thể soi được toàn bộ người thì gọi là full body mirror, set into wardrobe.
So it's quite handy. Quite handy có nghĩa là nó rất là tiện dụng. Hoặc là đối với con gái thì thường là có portable small mirror to keep in my purse to check my makeup. Mình đi ra ngoài thì mình có thể có những cái gương nhỏ nhỏ để mình có thể thỉnh thoảng soi xem là mọi thứ trên mặt mình nó có đúng vị trí không, rồi make up các thứ nó có đang nhòe nhòe ở chỗ nào không chẳng hạn như vậy. Đó, thì là portable. Portable có nghĩa là dễ mang đi lại, gọi là portable. Do you usually take a mirror with you? Bạn có thường xuyên mang gương đi cùng với mình hay không? Yes, I feel like I have inspect my face every now and then. À, have to mới đúng. I have to inspect my face. Đó. Thì ở trên này mình học cái cụm check out. Ở đây mình thêm một cái từ nữa có nghĩa là nhìn nha. Inspect my face. Tức là kiểm tra xem là cái mặt mình nó có ok không. Thì mình dùng cái từ là inspect. Every now and then, tức là always. No. Những người mà không mang gương, I don't have space for it. I use my phone to look at the reflection of myself. Ok, mình có một cụm từ khác để nói về cái chuyện là nhìn vào gương. Paraphrase cho cái chuyện là nhìn vào gương và kiểm tra xem mình có ổn không. Look at the reflections of myself. Rồi, và câu cuối cùng, Would you use mirror to decorate your room? I've never thought of a mirror as an ornament, rather a necessity. Everybody needs to look at themselves. Có nghĩa là tôi chưa bao giờ nghĩ đến gương là một cái vật trang trí, ornament. Bởi vì thực ra cái gương thì nó là một vật, nó rất là, đối với mình nó rất là bình thường, nó là một cái điều đương nhiên rồi. Chứ nó không phải là một cái gì nó gọi là kiêu sa đẹp đẽ lắm ở trong một căn phòng. Trừ khi là tất nhiên nó có những cái chiếc gương mà nó rất là tinh xảo. Thì không nói, nhưng mà gương bình thường đối với mình nó là a necessity, là một cái cần thiết mà thôi. Nó không phải là một cái gì đấy gọi là a piece of decoration. No, I don't think so. Because everybody needs to look at themselves in the mirror. So mirrors has become a necessity rather than an ornament. Alright. Rồi ạ, mình đã xong đi xong phần về mirrors. Đến đây có ai, có bạn nào chúng ta có câu hỏi gì không ạ? Chúng ta vẫn vẫn đang nghe live chứ? Xem nào. Vinh còn đây không? Quang Trường còn đây không? Hương Lan còn đây không? Tuấn Vũ, Phan Anh còn đây không em ơi? Hello, cả nhà mình còn ở đây không ạ? Nếu mọi người chúng ta vẫn đang theo dõi buổi livestream cô Hồng mà thấy những thông tin mình đưa ra là hữu ích các mọi người thì mọi người đừng quên là chúng ta comment, like và share cái buổi livestream này để mang lại cái lợi ích này cho những người khác nữa nha, nếu mọi người cảm thấy là hữu ích. Hello. Ồ, cảm ơn em Tuấn Vũ nha, cảm ơn em Phan Anh nha. Ok. Rồi chúng ta đi tiếp này. Rồi bây giờ chúng ta nhắc đến một chủ đề mà cá nhân mình thấy khá là thú vị khi chúng ta nói về dreams. Dreams thì là một lĩnh vực mà thỉnh thoảng chúng ta cũng có nói về, nhưng mà cũng là một lĩnh vực mà khoa học chưa có một cái lời giải thích gọi là thỏa đáng mà toàn bộ những hiện tượng xảy ra ở trong dreams đúng không ạ? Cho nên là mình thấy cái chủ đề này nó rất là gọi là đặc biệt và thú vị. Ok. Do you often remember your dreams? Thì thường là bạn có bao giờ nhớ giấc mơ của mình không? Đối với mình, most of the time, tức phần lớn thời gian thì mình không có nhớ giấc mơ của mình là gì hết. Bạn có thể dùng một số những cái tính từ để nói về giấc mơ. Thay vì nói lúc nào chúng ta cũng nói là bad dreams and nice dreams, thì mình có những cái tính từ mà nó gọi là collocation, tức là nó hay đi với dream. Ví dụ như là khi nói về một cái giấc mơ mà nó không rõ ràng thì mình đã dùng cái cụm từ là random hay là vague để nói về những cái giấc mơ như thế. Thực ra là đối với những cái lần mà Hồng mơ thì những cái giấc mơ của mình nó đều như vậy, nó rất là random and vague. It feels like I don't have control over what I dream of. Yeah. Và đối với mình thì mình forget them the moment I wake up, tức là dậy phát là quên luôn. Mình chỉ còn nhớ được cái cảm xúc là mình mơ
trong đấy mình cảm giác như nào thôi, chứ còn sự kiện ở trong cái giấc mơ đấy thì chả nhớ gì cả. Có thể là mới dậy thì còn nhớ được một chút, chứ còn độ một vài tiếng sau là coi như là mất hết, chả còn nhớ được cái gì hay. Thì đấy là cảm giác của Hồng khi Hồng mơ. Không biết mọi người như thế nào, mình có nhớ giấc mơ của mình không? À, hay là mọi người chỉ nhớ cái cảm giác trong giấc mơ thôi, hay là mọi người không, thậm chí còn không còn nhớ nổi là mình đã mơ nữa. Đối với một số bạn mà nhớ về giấc mơ thì mọi người sẽ nói yes I do, my dreams are so vivid. Cái tính từ ở đây mình dùng là vivid, và thay vì nói là những giấc mơ mình rất là rõ ràng, thay vì nói là it's clear, nó lại is vivid, nó rất là sống động. Còn đối với một số bạn mà không may chúng ta có nightmares, tức là những cái bad dreams, thì mình sẽ nói là nightmares. Mình dùng cái tính từ là intolerable, tức là không để chịu đựng được. It sends shivers down my spine, tức là nó làm cho tôi lạnh sống lưng. Bởi vì chỉ cần nhớ về những cái giấc mơ tồi tệ đấy, ví dụ như là mình mơ mình mất việc, mình mơ bị chia tay, mình mơ bị đá đấy, mình mơ mất tiền, mình mơ bị truy đuổi, tất cả những cái đó đều là nightmares. Thì mình sẽ cảm thấy it sends shivers down my spine, tiếng Việt là cảm thấy lạnh sống lưng khi mà nhớ về những giấc mơ đấy. Mà thường thì người ta lại thường có xu hướng là nhớ về nightmares nhiều hơn là nhớ về sweet dreams đấy. Rồi, do you want to make your dreams come true? Khi mà nói về dreams ở đây, tức là mình đang nói về cái dreams mà mình mơ lúc mà mình ngủ, chứ không phải là cái dream là cái giấc mơ về cái mà điều mình mong muốn trong cuộc sống nha. Thì đối với những cái positive dream, tức là những cái giấc mơ tích cực, những giấc mơ đẹp, thì yes, I love to. Đối với một số bạn, mình thấy có thể cái khái niệm về déjà vu cũng là một cái mà mọi người có thể nói đến ở trong speaking part 1. Nếu như mọi người thực sự có đọc một chút về dreams thì mọi người có thể experience déjà vu, tức là cái cảm giác như là kiểu mình đã I have dreamed about something that is currently happening, tức là khi mà cái có một cái gì đấy nó xảy ra trước mặt mình và mình cảm giác như mình đã từng mơ về cái điều đấy trước kia, thì nó gọi là hiện tượng đó, nó gọi là déjà vu chẳng hạn như vậy. Thì đấy cũng là một cái điều thú vị mình có thể nói đến ở trong cái chủ đề về dreams. Mình nghĩ là cũng khá là ghi điểm khi mà nhắc đến những cái cụm từ mà nó khá là topic related như vậy. Nếu mà chúng ta mơ về nightmare, tất nhiên là bạn không muốn nó thành sự thật rồi đúng không? I never want to go through that ever again. Rồi, three, do you share your dreams with others? Bạn có share, có chia sẻ những cái điều bạn mơ với người khác hay không? Yeah, nếu mà tôi còn nhớ được những điều gì xảy ra thì tôi sẽ nói với bạn tôi để tôi giải phóng những cái cảm xúc mà tôi vẫn còn nhớ được ở trong cái giấc mơ đó. If I still can recall what happened, thay vì nói là I still remember what happened, thì bạn có thể nói I still recall what happened, I can tell my friends, để gọi như là giải tỏa cái emotional imprint from the dream. Thì khi mình nói, mình có nói với mọi người trong cái câu thứ nhất đó, là khi mà mình mơ thì mình thường không có nhớ về là mình mơ về cái gì, mình chỉ nhớ cái cảm xúc trong giấc mơ như nào, cảm xúc đó là cảm xúc tốt, positive or negative. Thì nếu mà cảm xúc đó là negative thì mình muốn kể cho ai đó để mình ease cái cảm xúc đó. Thì cái cảm xúc mà mình có trong giấc mơ ấy, nó gọi là emotional imprint. Và mình muốn giảm cái cảm xúc đó thì mình dùng chữ ease. Hoặc là đơn giản là mình thường không kể vì I just forget mentioning them. Because dreams don't have a profound or deep impact on me. Những cái giấc mơ nó chả ảnh hưởng gì đến cuộc đời của tôi cả, cho nên là tôi thường là quên luôn mà chả bao giờ kể cho bạn mình. Do you think dreams have special meanings? Dreams có ý nghĩa gì không? Nếu mà mọi người lên Google và thực sự cảm thấy thú vị với chủ đề này, mình tra Google mình sẽ thấy rằng là có một cái debate về cái chuyện rằng là dreams có meanings hay là không. Nhưng mà mình chỉ trích ra một số ý thôi để mọi người dễ nói. Có những người thì cho rằng somebody argue that dreams reflect your unconscious deepest and darkest design in your mind. Tức là bởi vì trong giấc ngủ thì chúng ta không có cái phòng vệ nào của đầu óc cả, cho nên là mình sẽ đi thẳng vào gọi là cái subconscious mind luôn. Và tất cả những cái điều mà chúng ta mong muốn ở sâu thẳm bên trong này nó sẽ hiện lên ở trong giấc mơ.
hiện lên một cách rất là sống động ở trong giấc mơ, dù cho là chúng ta không có aware, không có nhận thức được là mình muốn cái điều đấy, nhưng mà nó sẽ hiện lên trong giấc mơ, thì nó touch on hoặc nó reflect your deepest and darkest design in your mind, hoặc là nó reflect your suppressed emotions, tức là nó thể hiện cái cảm xúc mà bạn đã bị kìm nén. Kiểu như là đến công ty xong rồi kiểu bức xúc với sếp quá, đến tối thấy mình làm sếp thì kiểu như là cái sự kìm nén về cảm xúc stress chẳng hạn, hoặc là mình bị stress về công việc học tập ở trên trường, thế là mình mơ về chuyện là mình được đi du lịch chẳng hạn, thì nó cũng có thể là thể hiện cho cái việc là mình reflect cái suppressed emotions à, như thế. Rồi you can come up with solutions in their dreams that may seem very surprising, right? Tức là có những nghiên cứu cho rằng là chúng ta có thể mơ về cái giải pháp trong giấc mơ của mình, tức là ban ngày mình thường suy nghĩ một cái vấn đề gì đấy mình không giải quyết được ấy, thì kiểu khi buổi đêm mình đi nghỉ mình lại mơ về giải pháp. Đó thì cái này mình chưa gặp bao giờ, bản thân mình thì mình chưa gặp bao giờ, nếu mà mình đi ngủ mình mơ về giải pháp để giải quyết vấn đề của mình chắc mình ngủ suốt ngày mất. Nhưng mà không bao giờ mình mơ được về giải pháp gì cả. Cho nên là I don't think it is true, but it may be true for somebody. Right? Xong về chủ đề dreams. Let's move on. Sweets and cakes. Đồ ngọt và bánh ngọt. My favorite. Do you like to eat sweets? Bạn có thích ăn đồ ngọt không? Nếu mà đã nói đến sweet thì chắc chắn bạn phải dùng cái idiom này cho mình nhá, là cái cụm I have a sweet tooth, là tôi có cái răng ngọt, tức là tôi là một đứa rất là ham đồ ngọt. Cho nên là tôi I can't resist candies and cakes. Yeah, sure, I might say I have a sweet tooth, so I can't resist candies and cakes. Tôi là một đứa cực kỳ ham đồ ngọt, tôi không thể nào từ chối được kẹo và bánh. And I think I need to have more self-control. Tôi cần phải kiểm soát bản thân nhiều hơn. I need to have more, hoặc là mình có thể dùng cụm từ là exercise more self-control. Tôi cần phải kìm nén bản thân nhiều hơn để trong cái chuyện ăn đồ ngọt. Nếu bạn trả lời câu trả lời của bạn là no, tôi nghĩ là những cái đồ nó quá nhiều đường, nó có hại cho sức khỏe, cho nên nó là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tiểu đường diabetes. Cho nên là tôi say no to sweets in general. Bạn có thích đồ ăn ngọt now more or less compared to the past? I've grown to become more aware of the harmful effect of sugary products. Ở đây mình dùng cái cụm từ là sugary products để paraphrase cho cái cụm sweets and cakes, cho nó khác đi một chút. Tôi đã nhận ra rằng cái sự không tốt của cái chuyện là ăn đồ ăn ngọt, cho nên là tôi have to control my urges when it comes to sweets. Urges nó giống như là từ desire hay là từ like hay là want à mọi người, nhưng mà cái từ urge nó thể hiện rằng một cái mong muốn mà nó nhanh và ngay lập tức, tức là kiểu nhìn thấy đồ ăn là muốn ăn luôn, thì đó là urges. Thì nó sẽ chính xác hơn là cụm control my like, no, control my urges hoặc my desire. Thì desire nghe nó như kiểu là ham muốn, thì nó đồ mình không ham muốn đồ ngọt đến mức đấy. Thì mỗi một cái từ liên quan đến like á, nó có những cái sắc thái nghĩa khác nhau một chút, và tùy từng ngữ cảnh mọi người dùng những từ mà nó đều có nghĩa là thích ấy, mọi người dùng được nó đúng ngữ cảnh và nó nổi bật được cái tông sắc của cái ngôn ngữ, của cái ý mọi người muốn diễn đạt, thì mọi người sẽ ghi điểm hơn rất là nhiều. So I have to control my urges when it comes to sweet. Urges tức là kiểu như là một cái cảm xúc nhanh và ngay lập tức lúc đấy mình muốn có được ngay ấy, đối với đồ ăn chẳng hạn. Rồi tiếp theo một người khác lại nói là I'm quite conscious about my health, tức là tôi rất là một người rất là quan tâm đến sức khỏe của mình, dùng cái cụm từ là conscious about my health. So I have to limit the intake of sugar in my daily diet. Tức là tôi sẽ giảm cái lượng đường trong cái khẩu phần ăn hàng ngày của tôi. And I also encourage other people to do that as well. Nhớ cụm từ nha, limit the intake of, giảm lượng đường trong khẩu phần ăn, limit the intake of sugar in my daily diet. Do you eat cakes or sweets after a meal?
ăn bữa chính xong thì có ăn đồ ngọt không? Đối với mình nha, sometimes, thỉnh thoảng, when they are exceptionally good, đặc biệt ngon, ví dụ như là chocolate pudding, muffin, brownies, cheesecakes, those are all my favorite. Yeah, I think I have a sweet tooth as well. Yeah. But I try to limit my intake of sugar, you know. Those are all my favorite dessert. Có một cái này lưu ý nha mọi người là phân biệt giữa chữ desert và chữ dessert. Desert chúng ta nhấn vào âm thứ nhất có nghĩa là sa mạc, is a place. Và còn đồ tráng miệng nha mọi người, đó là dessert. Nhấn vào âm thứ hai, cẩn thận không có nhầm nha. Nhầm hai cái này là tôi thích ăn sa mạc là buồn cười lắm á. Rồi. Ở đây thì mình có thể nên học tên một số những cái loại bánh ấy để nó tăng cái vocab thuộc về cake của mình hơn một chút. Những cái loại bánh nó cũng đơn giản thôi, nó không có phức tạp gì lắm. Một bạn khác có thể nói maybe in the morning. I don't consume sweets starting from the afternoon because I allow time to burn all the energy. Tôi không có ăn đồ ngọt bắt đầu từ buổi chiều bởi vì tôi cần có thời gian để đốt năng lượng, cho nên là tôi không có ăn đồ ngọt vào quá muộn. Is there any sweet food in your country? Có đồ ngọt đất nước của bạn không? Yes, chúng tôi có một cái special kind of dessert. Có một loại đồ tráng miệng rất là ngon. After meal or mid afternoon, chúng ta thường ăn nó vào sau bữa ăn hoặc là giữa chiều. Nó gọi là sweet soup. Chè đấy mọi người. It may sound like a weird dish, but it's actually very tasty. Nó weird, nó không weird với mình, nhưng có thể nó weird với người nước ngoài. Bởi vì người nước ngoài á, thì khi mà chúng ta nhắc đến từ soup có nghĩa là cái món súp của mọi người thì có nghĩa là nó phải mặn, nhưng hà sweet soup thì là một cái sự kết hợp nó hơi bị kỳ cục một tí, cho nên là có thể đối với người nước ngoài thì họ sẽ không biết đến sweet soup nghĩa là cái gì, nó vừa bầy nhầy như là súp mà nó lại ngọt đấy, thì mình mới nói là it may sound like a weird dish but it's very tasty. Trong đây nó có cái gì ạ? Sticky rice ball, nó có tapioca pearls, còn jelly. Sticky rice ball nghĩa là những cái bánh gạo. Tapioca pearls có nghĩa là hạt trân châu, jelly thạch, và được thấm đẫm ở trong nước dừa, drenched in coconut milk. Nghe ạ, thấy ngon. Drenched in coconut milk thì mình học được cái cụm từ là to be drenched in something. To be drenched in something có nghĩa là ngập ở trong cái gì đấy, ướt ở trong cái gì đấy. Nó có thể là một cái chili treat for hot summer days. Chili treat tức là một cái tiếng Việt có thể dịch nôm na ra như là kiểu giải nhiệt ấy. Giải nhiệt cho những cái ngày hè nóng nực. Alright. Sau khi chúng ta xong sweet thì chúng ta đến taking photos. Do you like taking photos? I enjoy taking pictures of the landscape and other people rather than myself. Cái này đúng với mình nha, là mình thích chụp cảnh và chụp người khác hơn là chụp bản thân. Taking photo is a wonderful way to keep and recall beautiful memories in the past. Mình nghĩ rằng là chụp hình là một trong những cách để giữ những cái kỷ niệm đẹp ở trong quá khứ. I can't stand the selfie culture in which people hold hundreds of poses just to get one picture. Cái này là ý kiến cá nhân nha. Có những người thì thích selfie, còn đối với mình thì mình có thể nói rằng I can't stand the selfie culture. Tức là cái văn hóa selfie ấy, khi mà mọi người phải uốn ẹo đến hàng trăm tư thế chỉ để chụp một tấm hình ấy, thì đấy là ý kiến của mình. I can't stand that. I can't stand that. Yeah, sometimes. Thỉnh thoảng là mình cũng có chụp selfie nhưng mà mình không chụp 100 tấm, chỉ để chọn một tấm. Alright. Đây là ý kiến cá nhân thôi, mọi người có thể có những cái góc nhìn khác nhau về cái chuyện chụp hình. Rồi, do you often bring a camera with you? Bạn có mang camera không? Mình không có mang camera. Và tôi nghĩ rằng là mọi người bây giờ không có mang camera theo nữa. Bởi vì trừ khi bạn là professional photographer. Cái này mình đặc biệt mình đánh một cái dấu trọng âm ở đây. Bởi vì cái chữ photographer thì cái trọng âm nó sẽ rơi vào chữ thọ, trong khi cái từ là cái ảnh ấy mọi người, photograph thì nó lại rơi trọng âm ở cái thứ nhất,
cho nên nó rất dễ bị nhầm. Nói lại nha, từ cái ảnh trọng âm rơi vào cái thứ nhất, photograph, trong khi cái từ thợ ảnh ạ, photographer, nó lại rơi vào âm thứ hai. Rồi, bây giờ người ta không có mang camera theo nữa. Camera, sorry, camera. Bởi vì nó là một cái built-in function of smartphones, nó là một cái chức năng ở trong smartphones rồi, nên người ta đâu có cần phải có camera nữa. Và đặc biệt, tôi không phải là người ăn ảnh. I'm not typically photogenic. Tôi không có ăn ảnh. And I am camera shy. Tôi không có kiểu đứng trước máy là kiểu như là mình cứ kiểu hành động nó kiểu hơi bị kỳ cục ấy. Nó gọi là camera shy. Không ăn ảnh, photogenic. Not photogenic là không ăn ảnh. Cho nên tôi không thích chụp hình lắm. Next one, do you want to improve your picture taking skills? Tôi nghĩ đối với cá nhân mình thì nếu bạn không phải là một người chụp hình chuyên nghiệp thì bạn chỉ cần biết được một số những cái gọi là kỹ thuật cơ bản trong chuyện chụp hình mà thôi. Ví dụ như là appropriate composition. Composition có nghĩa là cái sự hài hòa giữa những cái vật ở trong một cái bức hình. Ví dụ như là thường là mình biết một cái nguyên tắc cơ bản là khi chụp hình thì cái đường mắt nó phải, không phải chụp hình mà khi quay video đi, thì cái đường mắt nó phải rơi vào cái đường line thứ hai khi mà chúng ta cắt cái bức hình ra làm ba chẳng hạn như vậy. Thì đấy nó gọi là composition, tức là sự hài hòa giữa các phần ở trong một bức hình. Lighting, ánh sáng. Setting up background, tức là cái ở đằng sau mình nó là cái gì? Những cái poses to show up your body, những cái dáng, tạo dáng mà có thể thể hiện cái dáng người của mình tốt nhất. I don't think we need to be a professional to snap a good photo. Thay vì nó là take a good photo, mình sẽ nói là snap a good photo. Next one, chúng ta còn email này, chúng ta còn drawing, website là hết rồi cả nhà. Hôm nay mình làm có 9 đề thôi, nhưng mà những cái đề trước nói hơi kỹ, cho nên nó hơi lâu. Rồi, email, những cái bạn nào mà chúng ta đã đi làm rồi á, thì chắc là để email không có khó khăn gì đâu. Ok, chúng ta break một chút để hỏi xem là cả nhà mình vẫn đang theo dõi chưa ạ? Vẫn đang ở đây chưa ạ? Comment cái cho mình biết nha. Từ nãy đến giờ mọi người có thấy có thắc mắc gì không? Có câu hỏi gì không? Cần mình phải giải đáp không ạ? Cần mình phải trả lời những câu hỏi trong phần part 1 hay không? Có comment cho mình biết với nha. Câu hỏi gì không mọi người ơi, mọi người vẫn ở đây chứ mọi người ơi. Alo. Alo, alo. Alo cả nhà mình ơi. Không hỏi gì là mất lượt rồi, xong mình đi tiếp đây này. Hết cơ hội để câu hỏi để tương tác nha. Ok, cả nhà mình ơi, chúng ta sẽ đi sang phần email này. Lát cô nói lại các chủ đề cần học trong part 2. Ồ, hôm nay là part 1 mà. Ok, cô sẽ đi qua một chút các chủ đề trong part 2 nha. Yes. Rồi. Email. How often do you send and receive emails? As a matter of fact, sự thật là part 1 em chưa hỏi gì ạ. Ok, trường. I use email every day as a part of my job. Đây là sự thật nha. Mình sử dụng email hàng ngày luôn. I use emails to send teaching materials and class instructions to my students. Tôi dùng email để store all email in archives folder. And I search for information easily. Bởi vì chúng ta, khi mà chúng ta giữ thông tin ở trong email thì mình search cái là ra luôn thì mình thấy nó khá là tiện. What kind of emails you received that make you feel happy? Câu hỏi nghe nó kỳ quá đúng không? Bạn nhận được email gì mà sẽ làm bạn hạnh phúc? Ở đây thì khi mà hỏi câu hỏi này thì bạn có thể kể về một lần bạn nhận được cái email nào đấy mà bạn cảm thấy hạnh phúc nha. Ví dụ, any emails with good news, I guess. I remember receiving the acceptance letter to my dream university. Tức là khi mà nhận được kết quả trúng tuyển đại học ấy ạ. Acceptance letter to my dream university, I was over the moon and couldn't believe in my own eyes.
To be over the moon là idiom nghĩa là gọi là vô cùng hạnh phúc. Tôi không thể tin vào mắt mình. Couldn't believe in my own eyes. Sorry cả nhà, mời cả nhà uống nước. Okay, chúng ta đi tiếp này. Do you think that sending emails will be more or less popular in the future? Mình thì nghĩ là nó sẽ less, bởi vì người ta sẽ quan tâm đến những cái phương tiện trao đổi thông tin nhanh hơn, ví dụ như là text, call or messages through social media, bởi vì nó có một cái này mọi người dùng cụm này rất là hay luôn. Crave for instant gratification. Tức là mọi người đang sống ở trong một cái văn hóa mà mọi thứ đều phải nhanh 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 ngay lập tức thì nó gọi là instant gratification, tức là được thỏa mãn ngay lập tức. Tôi gửi một cái thông tin tôi cần được trả lời ngay lập tức. Đồ tôi order cần phải đến trong vòng 2 giờ. Cái gì mà tôi đặt hoặc là tôi hỏi một câu hỏi gì đấy cần phải được trả lời ngay khi mà tôi complain dịch vụ chẳng hạn. Thì cái đấy, tất cả những cái đấy nó đều là crave for instant gratification. Thì đối với cái văn hóa mọi người càng ngày càng muốn mọi thứ nhanh hơn ngay lập tức thì họ không muốn wait days for responses. Họ không muốn phải chờ đợi hàng mấy ngày liền cho câu trả lời giống như là email, mà người ta sẽ muốn những phương tiện khác mà có được câu trả lời nhanh hơn. Do you like writing emails or letters? It depends on whether it's a formal or informal occasion. Ở cái này thì dễ thôi. Nếu mà những cái liên quan đến công việc như là gửi cho đồng nghiệp, gửi cho sếp thì mình sẽ dùng email. Nhưng mà nếu bạn gửi thông tin cho friends, như ví dụ như là Christmas card chẳng hạn, thì bạn sẽ muốn dùng handwritten letter, bởi vì nó có cảm giác là nó kiểu như là có sự kết nối về mặt cá nhân hơn, personal feeling. Next one, drawing and art galleries. Chủ đề về art cũng là một cái mà gây nhiều khó khăn cho các bạn thí sinh ha, vì chúng ta ít nói về nghệ thuật. Trong nghệ thuật nó có rất nhiều những cái cụm từ nó hơi bị trừu tượng ấy, thì mình sẽ hơi bị khó nói một chút. Okay, so not really. I do like drawing, not really. I don't usually draw, even though I was good at it when I was a kid. Khi còn bé ai cũng tham gia lớp vẽ tranh, nhưng mà càng lớn thì càng không có thời gian, cho nên càng không tham gia nữa. Yes, nếu mà bạn vẫn đang là người thực hành vẽ nha. I can mellow out after a hectic week. I can get lost in my own world. Mellow out có nghĩa là một cái phrasal verb, có nghĩa là I can relax, I can chill out, I can relax sau một tuần rất là điên rồ. I can get lost in my own world. I can spark my creative energy. Đây cũng là một cụm rất là hay này, spark my creative energy. Tôi gọi là thắp sáng lên cái năng lượng sáng tạo. Dịch tiếng Việt nghe kỳ quá đúng không? Tôi release stress. Do you like to go to a gallery? Có đến gallery không? Nếu là no, it wouldn't have been my first choice of place to go. I like to visit once in a while. I don't have time. Đó sẽ không phải là lựa chọn đầu tiên của tôi khi nghĩ đến cái nơi mà tôi muốn đi. Phần lớn mọi người sẽ là như vậy. Trừ khi bạn thuộc giới nghệ thuật, thì bạn lúc nào cũng thích đi bảo tàng nghệ thuật. Như là những người bình thường như mình thì mình không. Chắc là đến chắc phải đến 3 đến 3 4 năm nay không có đi bảo tàng nghệ thuật nào. Yeah. Trừ khi mình đi du lịch. So you can say it wouldn't have been my first choice of place to go. Và bạn sẽ dùng được một cái ngữ pháp rất là beautiful ở đây đúng không? Nếu bạn là thuộc tiếp người thích đi bảo tàng nghệ thuật thì nó expand my horizons about art and culture. Artworks of other culture. Nếu như bạn đến những cái bảo tàng nghệ thuật về những cái nghệ thuật đến từ những cái nền văn hóa khác ấy, thì nó sẽ làm cho bạn more culturally competent. Đây cũng là một cái collocation khi mà chúng ta nói rằng culturally competent có nghĩa rằng là bạn là một người mà hiểu biết về những nền văn hóa khác, bạn có thể ứng xử, thay đổi cách ứng xử của mình để phù hợp với những nền văn hóa khác nhau. Thì đây là một cụm từ mình thấy rất là hay, culturally competent. Rồi, do you like to learn artistic things? Nếu bạn có muốn học những cái gì liên quan đến nghệ thuật không? Art is a way to express yourself. Art là một cách để thể hiện bản thân. A means to channel your emotions, especially negative ones like grief, sorrow, depression or stress.
Đó là lý do vì sao mà khi mà người đi làm thì đi học lớp vẽ để xả stress. Hoặc mình biết là hồi xưa những cái cựu binh người Mỹ ấy, họ dùng nghệ thuật, ví dụ như là họ vẽ này hay là họ tạc tượng để xoa dịu đi cái cảm giác về depression và sorrow nó còn lại sau cuộc chiến tranh, sau khi tham gia chiến tranh. Hoặc là họ có dùng, nhiều chỗ họ dùng nghệ thuật như là một cái healing therapy, tức là một cái phương pháp hàn gắn cảm xúc đối với trẻ tự kỷ chẳng hạn. Thì nghệ thuật là a means to channel your emotion, để bạn có thể xả cái cảm xúc của mình ra một cách healthy and positive. Nó cũng thể giúp để helps in cognitive development, tức là tăng cái khả năng nhận thức, sự phát triển về đầu óc, bởi vì nó tăng cường sự sáng tạo và thinking outside, out of the box, tức là think out the box nghĩa là sáng tạo đấy ạ. Nó cũng có thể giúp mình là reconnect with inner self, bởi vì bạn dành thời gian cho chính mình mà. Bạn ngồi vẽ thì bạn dành thời gian cho một mình thì bạn sẽ reconnect with inner self. Artistic skills innate, tức là cái khả năng nghệ thuật nó có phải là từ bé là nó đã như vậy hay không? People start off being good at drawing, nhưng mà nếu without practice, they lose it over time. Success come from 99% of hard work and just 1% of talent. Ở đây mình có cụm từ là start off. Mọi người bắt đầu thì giỏi nghệ thuật, giỏi vẽ, nhưng sau đó mà không luyện tập thì nó sẽ mất dần qua thời gian. Mọi thành công đều đến từ 99% luyện tập và 1% là tài năng. Cho nên rằng, yes, tôi nghĩ là artistic skills is innate, but without practice, people will lose it over time. And the last one. Websites. Okay. What kinds of website do you usually use? For me, I use Facebook, yeah, to catch up with the latest news and information from friends, obviously. That's what people do with Facebook, right? We are still on Facebook. Yeah, we also on Facebook to learn new things, to learn IELTS. Yes, it's very positive place to be. Chúng ta cũng có thể vào website newspaper để read national and international news. How have website changed compared to the past? Cái website thì nó đã thay đổi như thế nào so với quá khứ? Mình thì mình nghĩ rằng là nó trở nên more user friendly, tức là thân thiện với người dùng hơn. Nó có better interface designs, tức là cái giao diện của website nó đã đẹp hơn. Nó có một cái good balance between maximizing functionality and maintaining simplicity. Tức là maximizing functionality, tức là nó cái website được sinh ra với chức năng là gì, nó cung cấp thông tin gì, và nó phải maintain được một cái sự balance, một cái sự cân bằng giữa cả cái chuyện là cung cấp nhiều thông tin và giữ được cái sự đơn giản, thì người ta mới có thể gọi là navigate around the website. Thì mình có thể là đi từ chỗ này sang chỗ khác thì người ta mới theo được. Chứ còn website mà tham quá, cung cấp nhiều thông tin quá, xong rồi nó quá phức tạp thì người dùng họ cũng sẽ it's not user friendly, thì người dùng cũng sẽ không thể dùng được. They cannot navigate around. It's not user friendly, they cannot navigate around and they will sigh out. Cho nên là it needs to have a good balance between maximizing functionality and maintaining simplicity. Một cái nữa mình thấy là các website nó more approachable, bởi vì chúng ta có một cái công cụ là SEO, là search engine O là gì? Xin mọi người, hình như quên rồi, hình như là optimization thì phải. Nói chung là có nghĩa là search Google đấy. People can easily search information and be connected with the website they need. Có nghĩa là bây giờ mình cần cái gì, mình gõ Google một phát, mình gõ keywords là ngay lập tức là cái website nó sẽ show up. Thì mình thấy là website bây giờ nó approachable nhờ có Google. Rồi, three, how websites will change in the future? Website thay đổi như nào trong tương lai? Nó sẽ đơn giản hơn, người ta sẽ chỉ giữ những thông tin chính thôi, nó sẽ eye pleasing, đẹp mắt hơn, easy to navigate around. Đối với website nha, mình dùng cái cụm từ là navigate. Navigate có nghĩa rằng là chúng ta có thể định hướng, ví dụ như là nói về direction, bản đồ chẳng hạn, các bạn có thể dùng chữ navigate around, tức là biết được là mình đi đâu ấy. Thì đối với website nó cũng là như vậy, mình sẽ biết rằng là
bấm vào đâu sẽ tìm được thông tin gì, mình sẽ bấm được ngay vào cái thông tin mà mình cần chẳng hạn thế. Ví dụ mình đang cần tìm cái thông tin về khóa học ở trong một cái website nào đấy thì mình sẽ biết là bấm vào đâu để tìm thông tin đấy chẳng hạn như vậy, thì nó gọi là user friendly. Self designed website, đây là một cái xu hướng mới ở trong tương lai mà mình thấy rằng là người ta có thể tự thiết kế website của riêng mình. Nó sẽ increase in popularity, nó sẽ personalize website for personal usage. Thì cái website nó sẽ càng trở nên cá nhân hóa để phục vụ những mục đích cá nhân, ví dụ như là blog này, personal branding, website. Ví dụ như là mọi người thấy trên YouTube nó cứ quảng cáo cái website nó tên là Wix.com thì phải, đó, Wix.com. Thì mọi người có thể tự thiết kế website của mình ở trên đó chẳng hạn như vậy, thì đấy cũng là một cái mình nghĩ nó sẽ là xu hướng ở trong tương lai. Alright, chúng ta đã đi qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yep, 8 cái đề cho phần part 1 là mình cũng đi khá là sâu cho từng câu hỏi rồi. Mình không có cung cấp cho mọi người toàn bộ một cái câu hỏi, một câu trả lời mẫu cho mọi người học. Mình xu hướng cung cấp cho mọi người ý. Xong mọi người sẽ ý với cả một số những cái cụm từ. Thì mọi người về mọi người sẽ wrap những cái ý đó lại với nhau và diễn đạt bằng lời của mình. Thì nó sẽ không bị cái bệnh gọi là memorization. Giám khảo sẽ trừ điểm mình nếu như họ có cảm giác như là mình memorize nha. Cho nên là mình không nên làm như vậy, mình chỉ nên nhặt ý và nhặt cụm từ thôi. Rồi, nếu mà chúng ta có thêm bất kỳ câu hỏi gì mà muốn liên lạc hoặc là tương tác trực tiếp với mình, mình có thể liên lạc với mình qua Facebook cá nhân Hồng Kiều, để cái hình ở đây luôn, kênh YouTube right here, hoặc là Facebook group của mình là group mà mọi người đang xem live đó, hoặc là fanpage của mình nha. Alright, cảm ơn mọi người đã stick with me. Stay with me until now. I really appreciate it. And it's now time for Q&A. Chúng ta có câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Trường. Alright, các chủ đề cần học ở trong part 2. Các chủ đề cần học ở trong part 2. Thực ra trong part 2 nó có rất nhiều chủ đề em ạ. Và chúng ta sẽ không thể cover được hết tất cả các chủ đề ở trong part 2. Nhưng mà có một bí quyết để chúng ta có thể gọi là đối phó với phần lớn các chủ đề trong part 2 là chúng ta sẽ dùng phương pháp gộp đề. Tức là chúng ta sẽ chia part 2 ra làm những cái subgroup nhỏ là bao gồm place, people, event and experience. No, event and there's one more thing. What is it? Object. Yes, object. Có bốn cái đó. Thì ví dụ em nhận được cái đề forecast của quý này, em hãy sắp xếp tất cả những cái đề đấy vào trong bốn cái category này. Và sau khi ta sắp xếp xong thì mình sẽ gộp những cái đề mà mình có thể trả lời cùng một cách vào với nhau. Và sau đó là sẽ làm một cái khung sườn nó dài dài ra một chút. Và đối với mỗi đề khác nhau, đối với từng specific topic á, thì mình sẽ lấy thông tin ở trong cái khung sườn đó ra để lắp vô, để thay vì là mỗi một cái đề mình lại làm một cái khung sườn mới thì mình hãy làm theo kiểu một khung sườn chung, xong sau đó là lôi từng mảnh ở trong đấy ra để lắp vào những cái đề khác nhau. Thì cái kỹ thuật về chuyện gộp đề cô giáo đã hướng dẫn ở trong buổi livestream vào tuần trước, thì em có thể tìm lại ở trên YouTube. Hình như buổi tuần trước nó cũng hơi cà giật một tí, nhưng mà vẫn xem được, nhưng mà vẫn xem được. Em có thể xem YouTube hoặc là xem ở phía dưới của scroll down một chút ở trong group này á, em cũng sẽ nhìn thấy cái bài livestream đấy, thì cô có hướng dẫn chi tiết ở phần cuối của buổi livestream về cách chúng ta chia đề part 2 như nào và gộp đề làm sao cho hiệu quả để mình học ít mà vẫn có khả năng cover được càng nhiều đề càng tốt. Đấy. Thì buổi trước đã nói về part 2 rồi và cô cũng đã chia sẵn cho mọi người rồi. Ở trong file file drive thì như trên YouTube mới có. Trên file drive ấy, thì cũng đã chia sẵn cho mọi người rồi. Mọi người cứ ôn theo từng cái nhóm nhỏ đấy và cách cô chia như vậy. Thì mọi người tạo những cái dàn bài rồi mọi người học theo thôi. Rồi, alright, any more questions before we call it a day, before we stop the live stream today? Any other questions? Cảm ơn tất cả những bạn mà chúng ta vẫn còn ở lại đến giờ này. Bây giờ là 10 giờ hơn rồi và chúng ta vẫn đang ngồi học IELTS rất là chăm chỉ đúng không ạ?
Rất là tuyệt vời, cảm ơn tinh thần của cả nhà mình rất là nhiều. Ok, cảm ơn trường. Alright, nếu chúng ta không còn câu hỏi gì nữa thì xin phép mọi người là Hồng sẽ đóng buổi livestream ở đây nha. Hẹn gặp mọi người vào thứ tư tuần sau. À không, xin lỗi. Thứ tư tuần sau là Tết. Mình không có làm việc vào Tết. Hẹn gặp mọi người vào thứ tư tuần sau nữa nha. Mình sẽ tuần sau này và tuần sau nữa đó. Thì mình sẽ tiếp tục với việc giải đề cho quý 1 và mình sẽ tiếp tục cái series livestream giải đề này. Cho đến khi có đề forecast mới nha mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ, nhớ like, share và nhớ giúp bạn bè của mình để theo dõi livestream để ủng hộ cho cô giáo nha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Good night and Happy New Year. Bye bye everyone.